Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua thêm một số những cái control nữa. Rồi, nãy giờ chúng ta nói về cái test box với lại cái label rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái control thứ ba, đó là cái button. Một cái dạng control chúng ta dùng để điều khiển dữ liệu. Rồi. Thì cái control button này á, để làm được cái control button này á thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng cái use control wizard. Nha, có use control wizard này thì chúng ta mới sử dụng được cái này nha các bạn. Rồi. Bây giờ á, chúng ta click vào đây ha. Rồi, chúng ta sẽ thả vào trong cái chỗ dưới đây. Rồi, thả vô ha. Thì khi mà ta thả vào á thì các bạn thấy á là nó sẽ đưa cho chúng ta những cái sự lựa chọn là cái control control của mình á, cái button cái nút của mình á thuộc cái nhóm nào. Ví dụ như đây các bạn thấy là cái nhóm Recall Navigation thì chúng ta sẽ có những câu lệnh thế này đây. Ví dụ như là tìm kiếm Finance ha. Rồi tìm cái record. Rồi ví dụ như chúng ta tới cái record đầu tiên hoặc tới cái record cuối cùng hoặc là record kế tiếp. Record kế tiếp là ví dụ như là bây giờ chúng ta đang ở số 1 á, bấm nét cái nó sẽ tới cái record số 2. Rồi ở đây là ví dụ như go to reverse record là mình đang số 2 đúng không? Bấm nút reverse thì nó ra số 1. Đại loại là như vậy. Rồi bây giờ ở đây á thì mấy cái nút này á ha, mấy cái nút này á thì thực tế á là nó nằm đây nè ha. Thì là mình cho thêm đây cũng được nha các bạn. Lưu ý nha, mình cho thêm đây cũng được. Nhưng mà nó đây nằm đây đây. Ví dụ đây ha là cái first record nè. Ở đây là cái last record nè, click vô cái các bạn thấy nó ra cái record cuối cùng. Ha. Rồi reverse đang ở 35 đúng không? Bấm back cái thì nó ra là cái record thứ 34 là chỗ này đây. First record đúng không? Click cái nó ra được cái record cuối cùng. À lộn, first là đầu tiên. Rồi bây giờ mình thử ha. Rồi, xóa cái comment này đi. Xóa cái record này đi. Bây giờ mình thử nha. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một cái là control button click vô đây cái. Rồi, record navigation là mình sẽ dời. Ví dụ như bây giờ cái bấm cái nút này á, bấm cái nút này thì mình sẽ tới cái record cuối cùng. À không, last record đây, record cuối cùng đây. Rồi. Sau khi mình chọn cái dạng record xong, bấm next cái. Thì bây giờ ở đây nó có hai cái sự lựa chọn cho mình. Một á, là mình test, đó là chữ tới record cuối cùng, tới bản ghi cuối cùng, đại loại là như vậy. Hoặc là mình dùng test, hoặc là mình dùng hình. Hình thì ở đây nó có hai cho mình hai cái là hai cái hình có sẵn ở đây. Hoặc nếu không á là mình chọn hết trong này rồi đó mình chọn ví dụ như này chẳng hạn, nhưng mà cái này thì có vẻ như nó không có đúng cho lắm ha, mấy cái này có vẻ nó không đúng cho lắm. Rồi thì mình chọn hai cái này, hoặc là bạn có thể là chúng ta có một cái hình khác nó đẹp hơn thì mình bấm nút row để mình chọn, nhưng mà thực tế là hiện tại là thầy không có nút, không có hình nào ha. Rồi ví dụ như bây giờ mình chọn chữ đi, mình chọn chữ đi mà không chọn hình đâu, bấm nét cái tới đây sẽ nó có một cái tên cho cái button, ví dụ như là comment 47 gì đó thì các bạn để hoặc là các bạn đặt một cái tên khác, nhưng mà trên cá nhân á thì cứ để luôn ha. Rồi bấm finish cái. Rồi như vậy các bạn thấy là cái này chúng ta sẽ có được một cái nút để chúng ta tới cái bản record cuối cùng của mình. Rồi đây ha, chúng ta view nha. Rồi thì khi mà chúng ta bấm cái nút này á thì nó sẽ tới cái bản record cuối cùng thôi, click vô một cái, click cái cạch một cái, các bạn thấy nó chạy vô cái bản record cuối cùng, bản record thứ 35 trên 35. Được ha. Rồi, thì nếu chúng ta muốn có nhiều nút, nếu chúng ta muốn có nhiều nút thì bắt buộc là chúng ta phải có insert nhiều cái button vào. Rồi, vô design. Thầy xóa cái hình nền nha, hình nền để ghê quá. Rồi, giờ nó là mất cái lựa chọn bên đây nữa rồi. Rồi đó, giờ nó mới lên, mệt ghê. Form. Rồi thầy chọn xóa cái picture nha, nhìn ghê quá. Rồi. Bây giờ thầy lấy ví dụ, thầy tiếp tục thêm nữa, create đúng không? À không, này nằm ở chỗ form design nè. Button nè. Ở ở bên một số phiên bản khác á, ở đây nó thêm một số chữ x x x x gì đó. 4 5 chữ x gì đó ha. Các bạn lưu ý nha, rê con chuột vô nó hiện lên chữ button là được ha. Rồi click vô một cái, thả vô đây. Rồi,
Ở đây là cái record navigation mình mới làm xong ha. Bây giờ cái record operation tức là những cái hành vi, ví dụ như new, tạo mới cái record ha, delete, xóa cái record, duplicate là mình gọi là nhân đôi á, in, lưu và undo record. Undo tức là mình đăng nhập đúng không, bấm undo một cái là mình coi như mình xóa hết, xóa trắng, mình trở lại ban đầu á. Rồi thay ví dụ nha, mình chọn cái delete record đi ha, trong cái đám record operation nè, xóa một cái. Rồi ví dụ như mình cho cái hình này đi nhưng mình không có xài cái test nữa, bấm next cái. Rồi tên gì thôi kệ nó, bấm finish. Rồi như vậy là mình có cái này, mình xóa cái record này ha, mình xóa record này. Rồi ở trong là form thì các bạn lưu ý cái bấm delete này á là mình xóa cái record đây nè, xóa record đầu tiên đây ha. Thì thực tế ra thì nó giống như là chúng ta nhấp vô đây đúng không, chúng ta đang có cái nút delete record đây, delete record này, save ha, save nè, rồi new nè ha. Rồi ví dụ như bên kia thì nó có file với lại cái file net gì đó ha, nó có. Rồi ví dụ bấm nút delete cái phải xóa đây, nhưng mà hiện tại 21249 này có liên quan tới một cái record khác trong cái bảng khác. Nó bảo là trong cái bảng khác, thực ra trong cái bảng chi tiết hóa đơn á, hồi mình có xóa hay không thì thôi bấm no đi ha, để mất công lắm đó. Thì đó là cái nút này là cái nút record operation, record operation, những cái thao tác về cái record. Rồi cái nhóm thứ ba của cái button á thì đó là cái nhóm về cái form. Thì form chúng ta cái đó có open form ha, mở một cái form khác, hoặc là chúng ta close ha, rồi mở nè, rồi in form, đại loại là vậy. Ví dụ như bây giờ mình mở, mình cho là open form đi ha, là mở cái form mới. Khi mình cho mở một cái form mới thì nó hỏi là mở form nào trong cái đống form này. Ví dụ như bây giờ là mình mở cái form HD đi ha. Form HD là cái nào đó? Cái này mình đang form HD hả? Mở form nhân viên đi. Rồi ví dụ nha, chúng ta mở cái form nhân viên đi ha. Rồi chúng ta bấm next cái. Thì giờ hỏi là show không, hay là mình mở form lên rồi phải thực hiện một số động tác gì đó vân vân, kệ nó. Show thôi. Bấm next cái. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta có chữ hay là hình. Hình thì nó có một cái hình thôi. Ha. À, mà thôi kệ nó đi ha, mình bấm finish cái. Rồi cái này sẽ là mở cái form ra, và mở cái form gì, mở cái form nhân viên ra. Bây giờ mình chạy thử nha, form view. Rồi bấm cái nút mà mở form đây, click vô một cái các bạn thấy mở form nhân viên đây, được ha. Rồi đó là form operation. Thì form operation với lại cái report operation thì nó tương đương, một cái là chúng ta liên quan tới form, một cái là chúng ta liên quan tới report ha. Còn application này là chúng ta thoát, thì cái application này á thì nó chỉ liên quan tới cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái form này làm cái application thôi, cho nên hiện tại là trong cái bài học chúng ta không có cái này. Còn cái Selenius này á là mấy cái query ha, run macro hoặc là run query gì đó, thì cái này chúng ta cũng chưa có quan tâm lắm đối với cái môn học của chúng ta. Thì như vậy là thầy mới vừa hướng dẫn các bạn xong chúng ta việc chúng ta sử dụng cái button và cái lệnh button wizard để chúng ta tạo ra những cái button ở trong cái asset. Rồi thì đó là cái bảng, đó là cái button ha. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các bạn tiếp thêm một cái record nữa, đó là cái option group. Một cái control nữa là option group. Thì cái option group này á là nó có nhiều, giống như là mình cho mình cái sự lựa chọn ABCD á, rồi mình bấm vô mình lựa chọn. Thầy click vô cái này nha. Nhưng mà cái option group này á thì cái option group này á thì nó chỉ có là những cái sự lựa chọn mà dữ liệu thôi nha các bạn, chứ không phải là lựa chọn xóa thêm sửa gì nha, nó chỉ là sự lựa chọn dữ liệu thôi. Thầy lấy ví dụ như cái mã hóa đơn chúng ta ở đây, mã hóa đơn ở đây, hóa đơn đâu rồi, rồi
Thì cái hóa đơn ở bên đây á, thì nó có một số những cái giá trị thế này, thì chỉ có cái mã nhân viên nó là số để mình xử lý từ 1 cho tới 10, 1 cho tới 11. Rồi 1 tới 11. Rồi bây giờ á, ở đây ha, mình sẽ thả cái option group vào. Thì khi mà mình thả cái option group vào á, thì bây giờ nó có hai cái sự lựa chọn á, là cái label name, tức là cái nhãn nó là cái gì. Cái nhãn là cái gì? Tức là khi mà mình đây các bạn thấy khi mình lựa chọn đúng không? Khi mình lựa chọn nè thì cái nhãn bên phải của mình á nó là cái gì? Ví dụ như đây là đồng ý, không đồng ý, hoàn toàn đồng ý gì đó thì đó là cái nhãn, còn đây là cái chỗ để mình lick ha. Rồi thế thì bây giờ á mình đang làm cái nhãn đó là cái nhãn của nhân viên. Ví dụ như bây giờ thầy nói là cái mã hóa đơn này là của nhân viên nào, của nhân viên nào làm á. Thế thì bây giờ chúng ta phải ngồi chúng ta tra bảng nhân viên, là bây giờ là chúng ta phải ghi ra cái tên của nhân viên. Nhưng mà bây giờ mở cái bảng nhân viên ra thì nó không có, không mở bảng nhân viên được, để chúng ta không thấy được ha. Từ từ để thầy lật cái sách ra ha. Để thầy lật sách ra thì coi coi mấy cái nhân viên là cái gì. Thầy thử. Từ từ, có điện thoại di động ha các bạn. Các bạn chờ thầy một tí. Alo. Từ anh không có nhu cầu ha em ha. Cảm ơn em nha. Alo, mình tiếp tục ha. Rồi, thế thì bây giờ á, cái nhân viên á thì thầy lấy một số cái nhân viên thôi. Nói chung là hiện tại là mình ví dụ thôi ha, tại đang lười. Rồi thằng số 1 tên là Nhất ha. Rồi ghi chữ Nhất vô. Các bạn lưu ý là mình phải cái tên á, nó phải trùng với lại cái mã nhân viên nha. Còn lý do tại sao cái tên cái thứ tự nó trùng với mã nhân viên á thì lát nữa thầy nói. Rồi thứ hai là Toàn, cái thứ ba là Thúy, cái thứ tư là Trang, người thứ năm là Trân, và người thứ sáu là Trân, và người thứ sáu là Khánh. Rồi đại loại là vậy, mình lấy 6 người thôi nha, tại thầy hơi lười. Rồi cái label man là cái bên đây ha. Rồi bây giờ á, ở đây á là cái bước thứ hai người ta hỏi á là mình default là mình chọn cái nào, thì mình đừng chọn no, tôi không chọn nào hết, thì trừ phi á là nó chưa có giá trị hoặc là chúng ta nhập á thì chúng ta mới chọn cái này. Còn bây giờ chúng ta thể hiện cái giá trị ở trong bảng á thì chúng ta không có chọn cái default choice. Rồi bây giờ các bạn thấy á là thường thường á là đối với cái value á, value của cái sự lựa chọn của mình á, thì các bạn thấy là nó có cái giá trị từ trên xuống dưới, ví dụ 1 2 4 5 6, thì mình sửa ở đây là 6 5 4 3 2 1 cũng được ha. Thì cái giá trị này á là các bạn tự chọn, cái giá trị này là các bạn tự chọn, nhưng mà cái giá trị này á nó phải khớp với những cái giá trị mà có ở trong cái bảng nhân viên, tại vì mình ở đây mình đang nói là nhân viên đúng không, thì cái mã nhân viên là từ 1 tới 11, thì cái này nó phải khớp. Ví dụ các bạn để 15 16 thì ok thôi, nhưng mà nó không có bao giờ có những cái giá trị đó để chúng ta so sánh, ta lựa chọn. Rồi ví dụ như là cái bảng khách hàng chẳng hạn, thì cái mã khách hàng thì nó là con những cái ví dụ như cái gì SGC hay là gì đó vân vân, thì lúc đó là chúng ta phải để cái giá trị nó tương ứng tương ứng với lại cái giá trị ở trong cái mã khách hàng. Còn bây giờ chúng ta chỉ để cái giá trị tương ứng với lại cái giá trị của mã nhân viên thôi, từ 1 tới 6. Rồi thì bây giờ á, thì đối với cái store này á thì hỏi là cái tên của, thì rõ ràng cái này là tên nhân viên đúng không các bạn, thì bây giờ á nó hỏi là cái tên của cái này lưu ở trong đâu, thì thực ra cái này ở trong cái bảng này thì đây là mã nhân viên đúng không, MANV nè, mỗi một cái mã nhân viên nó sẽ có một cái gì các bạn, một cái tên, thì bây giờ cái này á thì bắt buộc là mình phải để đâu các bạn, mã nhân viên MANV đây. Mình lưu cái nào trong mã nhân viên. Thì các bạn lưu ý nè, cái label á,
cái label này á nó khác với cái value nha các bạn. Cái value là cái giá trị mình lưu, còn cái label này á chỉ là cái nhãn thôi nha. Cái label này là chỉ là cái nhãn để mình ghi nhớ thôi nha, còn cái giá trị nó là cái giá trị ở bên chỗ này, cái value ở đây. Rồi bấm next cái mã nhân viên ha, rồi bấm next cái. Bây giờ á là cái này là nó là option button hoặc là checkbox. Checkbox là mình chọn nhiều á, hoặc là top button. Top button đó là cái nào chọn thì nó có nhấp như này ha, cái nào không chọn nó không nhấp. Và các bạn có thể là chúng ta chọn mấy cái ví dụ ở này ha, ví dụ thế này chẳng hạn. Rồi bấm next cái. Tên thì nó có thể nằm đây ha, hoặc các bạn sửa lại. Ví dụ frame 51 đi, hoặc là gì tên nhân viên đi ha. Ví dụ như tên NV đi. Rồi bấm finish. Vậy là chúng ta xong cái option group rồi đó. Và như thầy mới chọn top button đúng không? Thôi kệ đi ha. Rồi. Thì trong này á, bây giờ á là thầy bấm vào cái form view ha. Rồi. Ví dụ như các bạn thấy mã nhân viên 2 thì là của Toàn đây. Các bạn thấy là Toàn được nó được ấy đây. Mã nhân viên 1 là của Nhất đúng không? Thì Nhất các bạn thấy là được tích vào đây nè. Đó. Rồi ví dụ như này là của mã nhân viên 1 là vậy. 10 đi. Mã nhân viên 10 á thì nãy giờ mình chỉ làm tới nhiêu các bạn? Mình làm tới 6 thôi, cho nên nó không có trong này. Mà hôm sau không có, cho nên nó không có tích nào hết trơn á ha. Mã nhân viên 2 là Toàn. Ví dụ như mình thích Trang chẳng hạn, tích vô một cái thì các bạn thấy Trang là số 4 thì tự động mã nhân viên đó là số 4. Nhất thì nó là số 1. Đúng không? Toàn thì là số 2, Thúy là số 3, Trang là số 4. Mình sẽ làm tới số 6 là Khánh thôi nha. Mình làm tới số 6 là Khánh thôi, tại vì thầy nãy thầy làm ít quá. Rồi như vậy các bạn thấy là cái đó là cái option ha. Đó là cái option group. Rồi. Thì trong cái option group này á là nó sẽ liên kết, và các bạn để ý nè. Tại sao là mình lấy giá trị là 12456? Tại vì cái mã nhân viên của mình á nó là 12456. Mất thì số 6 rồi. Thật là ngộ nghĩnh. Hồi nãy giờ có số 6 không ta? Thôi kệ đi ha. Rồi. Như vậy các bạn thấy á, là cái này nó liên quan tới cái mã nhân viên. À, cái tên á, thì một cái tên liên quan tới mã nhân viên bên đây. Cho nên mình sẽ lấy cái value, đó là cái mã nhân viên. Còn nếu mà ví dụ khách hàng chẳng hạn, thì cái tên của khách hàng á thì nó liên quan tới gì các bạn? Mà khách hàng thì cái value của nó là phải là những cái giá trị này nè, chứ không phải là những giá trị 12456 như nãy nữa. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là loại khách hàng, thì là loại khách hàng đây là chỉ có giá trị là 123 thôi, nhưng mà nó mình có thể gặp nhãn, mình có đi vô nhãn đó. Ví dụ như một là khách hàng thân thiết, hai là khách hàng sỉ, và ba là khách hàng lẻ. Ba là khách hàng lẻ thì ở đây mình có thể là đây cái giá trị là mình có thể là mình ghi vô cái nhãn đó. Ha, mình có thể đưa vô cái nhãn đó là giá trị là như vậy nhưng mà nhãn là như vậy. Ở đây thì nó tên khách hàng thì nó là một cái nhãn trời cho, nhưng mà nếu mà các bạn không thích á thì các bạn có thể là tạo cái nhãn khác. Ví dụ như AT Coco là khách hàng thứ nhất ha, BHCFCO gì đó, các bạn có thể để là cái nhãn là khách hàng thứ hai vân vân, tùy các bạn ha. Thì cái đó là cái bên đây. Và lưu ý nè, nếu như á mà các bạn sử dụng nếu mà các bạn sử dụng cái option group ở trong này và chúng ta có cái use control wizard thì mọi chuyện nó rất là dễ dàng. Còn nếu như không có cái control wizard á thì bắt buộc á là các bạn thấy là cái control sổ của chúng ta là các bạn phải bắt buộc mà chọn cái này ha. Mã nhân viên rồi định dạng ha, các kiểu đồ. Chứ nếu không là nó khá là phiền phức cho chúng ta. Rồi, default value là nãy mình không có chọn ha các bạn. Default value là nãy không có chọn. Định dạng back tie severance RAM 51. Này tie là tóc ha, tóc button. Mình chỉnh lại cái coi kiểu khác coi. Option group nha. Cái này chỉnh option group hết đi. Rồi, thì option group thì mấy cái này nó xấu quá. Tại do mình hồi nãy mình chỉnh á. Label thì do thằng top bottom này nó có sẵn cái label trên này á.
còn mấy thằng này nó không có, cho nên bắt buộc đây mới có thêm mấy cái label nữa. Nhưng mà thôi ha, lúc nãy lúc mà mình chọn á, thì lúc mà các bạn chọn cái option group á, thì chúng ta nhớ là chúng ta nhớ cái vụ mà top label ha. Các bạn nhớ cái vụ này ha, hồi nãy lỡ chọn cái top bottom. Thì bây giờ các bạn chọn lại cái option bottom thì nó ra giống vậy ha, A1 2 3 gì đó vân vân. Rồi. Thầy mới hướng dẫn các bạn xong cái group mà cái option. Xóa cái đống này nha. Rồi thầy mới vừa hướng dẫn các bạn xong cái option group. Thì bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cái list box. Thì về cái list box với lại cái combo box á thì nó là như nhau, nhưng mà cách thể hiện nó hơi khác nhau, nhưng mà cách làm giống nhau nha các bạn. Rồi bây giờ ví dụ như mình combo box mình thả vô. Rồi ví dụ như á combo box của mình á là ở đây mình muốn làm cái mã mã khách hàng đi ha. Mình muốn làm cái mã khách hàng mà ở cái dạng là combo sổ suốt. Rồi. Thì ở đây á cái combo box này á thì nó cũng giống như cái làm cái combo box ở trong cái không cái gì cái lookup wizard ha, cái lookup wizard ở trong cái mình tạo cái bảng á. Thì bây giờ á, cái này là tự mình tạo, còn cái này là mình sẽ lấy cái giá trị từ đâu đó. Thì hiển nhiên là giờ mình tạo gì ha, mã khách hàng mình có rồi thì giờ mình lấy giá trị từ mã khách hàng ra thôi ha. Rồi giờ bấm nút next cái. À, khi mình lấy mã khách hàng á thì các bạn lưu ý là mình lấy mã khách hàng từ cái bảng nào. Ví dụ bây giờ mình lấy mã khách hàng từ bảng khách hàng có được hay không? Được. Hoặc là mình lấy mã khách hàng từ cái bảng hóa đơn được hay không? Mã khách hàng đây, được. Rồi, tất cả đều được hết. Nhưng các bạn cần lưu ý là khi mà chúng ta chạy cái mã hóa đơn này á, chúng ta click vào trong cái record khác á thì cái mã hóa đơn này nó sẽ bị chạy. Ví dụ ha, mã hóa đơn là từ 21248 gì đó, hay qua 21249. Và mã khách hàng phải đi theo cái này. Ví dụ như khách hàng ABC mua 21249 nhưng mà qua 21230 gì đó là khách hàng khác. Và các bạn muốn có sự liên kết đó thì bắt buộc là chúng ta phải chọn đúng cái bảng ha. Các bạn phải chọn đúng cái bảng thế này. Và lưu ý là cái bảng này là cái khóa của nó là cái mã hóa đơn, thì bắt buộc là ở đây chúng ta phải chọn luôn cái mã hóa đơn này. Các bạn lưu ý nha, bắt buộc là phải chọn luôn cái mã hóa đơn. Để chi? Để cho cái này người ta nó có đường link ha, nó có liên kết với lại cái bảng chính ở trong này. Rồi bấm next một cái. Rồi và sắp xếp theo nào? Sắp xếp theo mã hóa đơn nha các bạn, sắp xếp theo công khóa chính nè. Bấm next một cái. Rồi bây giờ nó hỏi là hai key column, tức là cái nào là hóa đơn á thì cái nào là cái key á thì chúng ta nên mình hai nó đi. Và người ta nó để là recommended, tức là cần thiết, ok, cần thiết thì tôi sẽ bấm hai nó ha, cần thiết tôi bấm hai nó. Rồi bấm nút next cái. Thì bây giờ nó hỏi lưu ở đâu thì trong bài bài mình đang đây đã có mã khách hàng đúng không, thì mình lưu trong mã khách hàng luôn. Còn nếu không thì mình remember đâu đó ha, nhưng mà có thì mình cứ xài. Rồi bấm nút next cái. Rồi đây là combo 62, ok, tên đó, ok, để kệ để luôn. Rồi như vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái này. Mình không thích, mình đi thích thì mình ghi mã khách hàng đây nha các bạn, mã khách hàng. À, còn không thích đó, thì chúng ta xóa luôn. Để coi cái mã khách hàng bên đây với lại cái mã khách hàng bên đây nó có gì khác nhau không. Rồi, ở đây nhá, thầy xóa cái đống này đi nhá, thầy lấy mã khách hàng đi nha. Chứ nếu không là nó không có kiểm tra được. Rồi mã khách hàng, bên đây cũng mã khách hàng cần mua bốc. Thì bây giờ mình chạy thử có như thế nào. Các bạn thấy, rồi thằng này là thằng pha xa, nhưng mà thằng này nó là pha xa, nhưng mà tại sao nó không có nấu gì hết trơn á. Thằng này là pha xa, tại sao nó không nấu gì cả. Được chưa? Rồi tiếp tục, thằng này là SWCO, tại sao thằng này nó không nấu gì cả. Rồi gì đó, vân vân. Thế thì bây giờ á thì tại sao nó không có liên kết? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái design view này để chúng ta xem xét. Thì cái mã khách hàng của mình nó tên nó là combo 24, data của nó là như vậy, select mã hóa đơn gì đó vân vân. Và cái thể hiện các bạn lưu ý là cái chỗ là bold column nè.
là cái thể hiện của nó là cột nào. Thì đây nó là cột 1, tôi không thích, tôi chuyển qua cột 2, đại loại là như vậy. Tại sao? Ủa, từ từ nha, từ từ nha. À, ví dụ như vậy, các bạn thấy là ví dụ đây pha xa đúng không, 21-28 là pha xa của khách hàng, pha xa rồi 21-29 là của khách hàng SWCO, rồi bên đây là 21-254 là của khách hàng IDC. Thế thì tại sao ở đây chúng ta lại biết được nó là số 1 hoặc là số 2, cái chỗ mà bao column nè, tại sao nó là số 1, tại sao nó là số 2? Thì bây giờ á, chúng ta sẽ vào cái control, cái row sort này nè, đó, để chúng ta coi. Các bạn thấy click vào đây ha, lắp lên cái thì các bạn thấy là chúng ta sẽ lấy cái gì đây các bạn? Chúng ta sẽ lấy cái bảng hóa đơn ra, mã hóa đơn và lại mã khách hàng. Và các bạn thấy là cái mã khách hàng của mình đang là cột thứ mấy đây các bạn? Cột thứ hai đúng không? Chúng ta đây, cái mã khách hàng chúng ta đang là cột thứ hai đây. Thì như vậy cái bow control của nó ha, cái bow control của nó phải là cột thứ mấy các bạn? Đây là query builder đúng không, cho nên nó phải là cái cột thứ hai, được chưa? Còn cột thứ nhất là chúng ta lấy cái gì các bạn? Cột thứ nhất là chúng ta lấy cái cột thứ nhất là chúng ta lấy cái mã hóa đơn. Nhưng mà cái mã hóa đơn thì chúng ta bị ẩn rồi. Hồi nãy là chúng ta đã ẩn rồi ha, cái mã hóa đơn là nãy chúng ta ẩn rồi. À, cho nên á là ở đây bắt buộc là chúng ta phải lấy cột số 2. Rồi ha, rồi cột số 2 bên đây thì nó sẽ hiện lên cái chỗ này. Ok ha các bạn. Rồi. Thì thầy mới vừa hướng dẫn các bạn xong những cái control mà thường sử dụng ở trong cái bài của mình. Thứ nhất đó là cái label, cái text box chứ ha. Cái thứ hai là cái label. Cái thứ ba đó là cái button. Cái thứ tư đó là cái option group. Và cái thứ năm đó là cái cơ box. Thì cái combo box với lại cái list box á, thì nó là như nhau hơn các bạn. Chẳng qua combo box là thể hiện cái mình đang chọn thôi. Còn cái list box á, là nó sổ hết toàn bộ ha. Nó sổ hết toàn bộ. Và chúng ta sử dụng cái use control wizard để chúng ta thực hiện mấy cái control. Chứ còn mà chúng ta thực hiện bằng cái design này á thì rõ ràng là cái kiến thức chúng ta nó chưa có đủ để chúng ta làm mấy cái này. Rồi,